Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món cá nục kho cúng rau muống bánh tráng Đại Lộc. Món này đơn giản dễ làm nhưng mà ăn rất chi là đậm đà đặc sản của miền Trung. Cách làm như thế nào thì xin mời các bạn hãy xem clip của mình nhé. Đã có sau cây đậu xanh rục, rửa đầu sẽ một cái đĩa. Chuẩn bị này, ớt, hành, cay. Có rồi, chín rồi đó. Cá nục là đã kho xong. À, đây là bấm nêm, bánh tráng Đại Lộc, giá và các rau thơm. Mình có thêm vài trái ớt tươi để nếu như ai có thích ăn thì cắn thêm ớt tươi. Rau muống. Chúng ta đã xong phần chuẩn bị cho món bánh tráng cúng cá nục. Sau đây là mời các bạn thưởng thức cùng.